trung tâm cải huấn trại Phú Hải. Đây là trại Phú Hải nha, nhà tù Côn Đảo. Hôm nay mình sẽ vào trong đây, mình quay cho các bạn xem. Trại giam Phú Hải là một trong những nhà tù ở Côn Đảo do Pháp lập nên. Nơi đây là nơi từng giam cầm nhiều tù nhân chính trị, cán bộ lãnh đạo. Trại giam Phú Hải này có thể xem là trại giam cổ nhất ở Côn Đảo nha các bạn. Địa chỉ trại giam này là trên đường Lê Văn Việt, cách bờ biển khoảng 50m. Bắt đầu xây dựng từ năm 1862 và xây dựng kiên cố năm 1889. Và đến năm 1896 thì hoàn chỉnh nha. Trại này đã từng có rất là nhiều tên nha. Cái trại Phú Hải này từng thay đổi rất là nhiều tên, nhưng mà cuối cùng thì vẫn sử dụng tên Phú Hải. Đó là tên cuối cùng. Những năm đầu 1862 khi Pháp xây dựng thì nó chỉ là nhà tranh vách lá bình thường thôi. Đến năm 1972, xin lỗi các bạn nha, đến năm 1973 thì xây dựng hoàn chỉnh hơn, rộng trên 12.000 m², với 10 phòng giam tập thể, một phòng tử hình và 20 phòng đập đá và 2 phòng xay lúa. Một lát mình sẽ dẫn các bạn đi đến phòng xay lúa nha, và phòng giam số 6 nha. Các bạn thấy không? Ở trong nhà tù này được trang bị có vẻ rất là đầy đủ ha. Có phòng ăn cơm nè, nhà bếp ăn cơm nè. Có thánh đường đây nè. Đó. Còn có bên kia nữa, trông giống như một cái trường học như vậy các bạn. Trong bên kia giống như giảng đường đó. Trông giống như là một cái trường học vậy đó. Nhìn vô đây giống như là đi học chứ không phải là đi tù, đi cải tạo nha. Nhưng mà tuy nhiên á, nhìn bề ngoài như thế thôi. Tuy nhiên tất cả dựng lên như thế chỉ nhằm đối phó với vòng những cái mà người mà đòi hỏi về nhân quyền quốc tế rồi đó, trong nước và ngoài nước. Tại vì từ cái xã hội đó thì cũng rất là nhiều cái dư luận và những người giám sát về nhân quyền. Khi vào khu ban đầu đó thì ai cũng nghĩ là đây trông giống như là một nơi đi học và được rất là nhiều thứ ưu đãi, nào là câu lạc bộ nè, nào là giảng đường nè, nào là chỗ dán lễ làm lễ nè. Đây là khu vực nhà bếp nha các bạn. Còn đây là khu vực để tập trung ăn uống nè. Còn đây là khu vực để tắm. Tù nhân ở đây múc nước để tắm. Nhưng không đơn giản là chỉ đang múc nước để tắm nha các bạn. Mình sẽ nói thêm, nói sâu về cái khoảng bị tra tấn trong quá trình tắm. Mình sẽ đưa các bạn đến cái phòng số 6, là cái phòng tiêu biểu do các bác kể lại. Là phòng số 6 này là số lượng người chết rất là nhiều. Các bạn có biết tại sao phòng nào nó cũng có cái hộp đen đen như thế này không? Đây là một cái ổ khóa nha. Có một thanh sắt đây nè, có một thanh sắt dài phía trong và nối cái thanh sắt mà cầm chân các tù nhân ra ngoài. Và người ta sẽ bấm khóa ở đây. Tức là bấm khóa vào đây, một cái ổ khóa. Và khóa vào đây, cái nữa là hai cái. Cái này nó bị rớt rồi các bạn, nhưng không phải do mình đâu nha. Đó, là khóa hai cái nha. Vào khóa cả bên đây nữa, ba cái, và ở trong một cái nữa. Trại giam số 6 này là nơi giam giữ nhiều chiến sĩ cách mạng nha. Đặc biệt là Nguyễn Duy Trinh nè, Phan Chu Trinh nè, Huỳnh Thúc Kháng nè, Ngô Đức Cá nè. Rồi bên trong này sẽ có một cái
một cái khóa nữa. Trong này hơi tối nha, những cái còng mà to á, mình sẽ kiếm cho các bạn xem những cái còng to. Chẳng hạn như những cái còng nhỏ như thế này á, là thời Mỹ nha. Những cái còng nhỏ mà nó có rằng ri như thế này đó là thời của Mỹ. Còn những cái còng to hơn là thời Pháp. Bên đây là cái nhà vệ sinh nha, đối với những người nào không bị còng thì sẽ đi vệ sinh ở đây. Còn đây là cái khu vực uống nước ha. Còn đối với những người mà bị còng lại á, thì phải đi vào cái bể xí. Đây cái bể xí đây các bạn. Cái phòng giam này có thể giam từ 80 người đến 120 người, và cái thời điểm cao nhất có thể lên tới 180 người. Đối với những người mà có sức khỏe hoặc là do chật quá các bạn, là phải nằm ở dưới đất này nè. Nằm dưới đất này, đưa chân lên, đưa chân như thế này nè các bạn. Đưa chân như mình nè, đưa chân lên như thế này, nằm ngã xuống nền nha. Và giam liên tục như thế này nhiều ngày, thì một thời gian sau á, cái chân này á, nó sẽ bị ngoại tử ha, dẫn tới bại liệt. Mà các bác ở đây á, tối cũng không có thể ngủ được. Tại vì ví dụ như một hàng như thế này mà các bác ở đằng xa nhất kia muốn đi vệ sinh thì phải nhờ các bác ở đây di chuyển cái thùng bể xí đến đưa cho bác đó, thì vô tình sẽ đánh thức tất cả mọi người dậy. Còn trên trần nhà nha các bạn, trần nhà là các bạn có thấy cái hàng kẽm gai không? Cái thời Pháp là nó không có cái hàng này, nhưng mà sau thời Mỹ thì mới làm thêm cái hàng rào kẽm gai ở trên phía trên thế này để tránh cho các tù nhân vượt ngục bị siết chân như thế này, gầy gòm như thế này, gầy yếu như thế này mà làm sao vượt ngục được ta. Phải leo ra cái lỗ này mà rất là cao, leo lên không tới, chỉ có chồng lên nhau thôi. Nhưng các người các bác ở trong trại giam ở đây vẫn có người vượt ngục được. Một lát mình sẽ nói thêm về cái cuộc vượt ngục ở Côn Đảo này cho các bạn nghe ha, ở bên phòng bên cạnh. Như cái bác này nè, đang bị đau chân, và cái bác bên cạnh đang lấy tay rờ chân dạng an ủi ha, động viên. Và các bác bên đây cũng vậy, đau đớn hoặc là oi bức nóng nực, nên các bác bên đây cũng rờ tay lên động viên. Đây là cái cây thanh sắt mà ở ngoài ngoài cửa hôm nãy mình đã nói rồi đó, kéo dài vào đây và nối vào những cái thanh sắt còng chân vào mọi người. Khi mà mở hơi ra như vậy thì phải rút ra thanh sắt ra và tất cả mọi người đều ra. Mà khi mà nhốt lại thì từng người phải leo lên và chọt thanh sắt ra. Tiếp theo là mình sẽ đi vào trong khu bệnh xá. Thời Pháp ở đây gọi là hầm xay lúa. Thời Pháp thì nó không có những cái cửa sổ như thế này nha các bạn. Nó không có những cái cửa sổ này, sau thời Mỹ thì mới xây những cái cửa sổ như thế này. Và nó không có mái ngói cao như thế này, mà nó chỉ có những cái bao tải, những cái bao bố được chắn ngang những cái cây cột thế này nè. Nó thấp xuống thì nó rất là nóng, oi bức. Như thế mới gọi là hầm xay lúa. Và những người tù nhân vào đây xay lúa, trong đó có bác Tôn Đức Thắng. Vào đây xay lúa thì một ngày phải xay, một người phải xay 200 kg lúa. Không phải chỉ xay không nha các bạn, mà ở dưới chân á còn phải cột một cái quả tạ nặng từ 2 tới 5 kg. Còn cái người bụng bự này đây được gọi là những người cũng là những người tù, nhưng mà rằng ri nha các bạn, được đứng lên quản lý những tù nhân khác, và mình không phải làm, và bắt những người tù nhân khác làm.
Và trong cái thời gian ở hầm xây lúa này á, thì một số tù nhân khác đã bị bắt buộc làm và đã từng đánh chết một vài cái người rằn rê như thế này, người bụng bự mà đứng không làm gì nè các bạn. Này, sau này Tôn Đức Thắng cũng vào đây để xây lúa và được bầu lên làm rằn ri ha. Nhưng bác Tôn Đức Thắng thì có một cái cách làm việc rất là khoa học và giúp đỡ những người mà ốm yếu. Những người ốm yếu thì cho làm công việc nhẹ nhàng, còn những người nào mạnh khỏe thì cho làm việc nặng nhọc. Các bạn nhìn những người ốm yếu như thế này nhưng mà phải vác những cái bao gạo, bên đây là kho ha, vác những cái bao gạo, bao lúa nặng chịu. Đây có thể được gọi là địa ngục của địa ngục nha các bạn. Bên phía bên kia là câu lạc bộ nha các bạn. Đó, có câu lạc bộ nhưng mà chỉ xây dựng vậy thôi, chứ còn lâu thì những người tù mới được ra đó chơi. Còn đây nữa là khu vực nhà ăn nè, khu vực nhà ăn. Và bên kia là khu vực nhà bếp. Còn bên đây là khu vực để tắm rửa ha. Nhưng mà một tuần chắc được tắm một lần, mà mỗi lần tắm thì bị rất là nhiều đòn roi. Ai mà chịu được đòn roi thì mới được tắm. Có nhiều người ra bị đánh này, chưa kịp tắm đã bị được đem vào rồi. Còn bên đây là khu xà lim nè, mình sẽ quay khu xà lim cho các bạn xem. Đây là khu xà lim nè, các bác đứng lên đấu tranh nè, và có một người chết ra. Người chết đó là Mai Văn Sinh, quê ở Bến Tre. Còn đây là khu đập đá nha. Có một bài thơ rất là nổi tiếng của cụ Phan Chu Trinh. Cái thời phổ thông mà đi học mà các bạn cũng có thể đã nghe qua. Làm trai đứng giữa đất con lôn, lừng lẫy làm cho lỡ núi non. Xách búa đập tan năm bảy đống, ra tay đập vỡ mấy trăm hòn. Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, mưa nắng càng bền dạ sắc son. Những kẻ phá trời khi lỡ bước, gian nan chi kể chuyện cỏn con. Cụ Phan Chu Trinh ha. Đây là khu đập đá. Đá được đem về đây và đập, tù nhân phải ra đập đá để lấy những viên đá đó xây dựng. Vậy thôi. Nhưng mà rất là khổ sở. Còn đây là khu nhà bếp nè. Khu nhà bếp. Nói chung là đây là trại giam Phú Hải. Các bạn vừa xem qua những cái hình phạt khổ sai ở trại giam Phú Hải này, nhưng mà nó cũng chưa là gì so với bên trại giam Phú Tường, đó là chuồng cọp kiểu Pháp. Chắc là các bạn hãy nén lại và xem lại những phần sau của mình ha. Đó là video mình sẽ quay ở trại giam Phú Tường, còn có tên gọi là chuồng cọp kiểu Pháp. Bàn gỗ thụ ha, chắc cũng phải hàng trăm năm tuổi à. Tại vì cái trại giam này nó tới thời điểm bây giờ thì nó cũng gần 200 năm à. Thì mấy cái bàn này chắc cũng phải trên trăm năm tuổi à. Đây là cây bàn và cây đa nó hòa lẫn vào nhau nè. Trại giam Phú Tường nha. Có hai lớp cửa nè. Khi mình vào tới cái lớp cửa đầu tiên á, là mình sẽ rẽ bên tay phải nha. Tức là chuồng cọp nằm hướng trá hình, là trại giam trong trại giam, tức là nó che mắt những cái dân biểu nha các bạn. Đây là khu vực vườn rau nè, ngày xưa. Bên kia là cánh cửa nhỏ nè, được khóa từ bên trong. Do năm cậu học sinh nha các bạn. Do năm cậu học sinh bị giam ở đây và sau đó được thả về. Trong cái ngày năm cậu học sinh á,
được thả về đó, thì trời rất là mưa to nên các cậu học sinh ở đây á là để ý rất là kỹ chi tiết cái đường đi vào chuồng cọp này. Khi được thả về Sài Gòn á thì các cậu học sinh này không về nhà mà ghé tới những chỗ của cái nhà báo mà đã làm việc ở Việt Nam lâu năm rồi và trình bày cho nhà báo đó biết. Sau đó thì nhà báo đó mới đưa các bạn học sinh đến gặp những cái đại cái những cái người Mỹ ở bên bên Mỹ sang Việt Nam, kiểu như là những cái người thuộc phe đối lập ở chính quyền cầm quyền lúc đó, để sang Việt Nam để kiểm tra xem tại sao mà cái tiền tài trợ cho chính phủ Việt Nam quá nhiều. Sẵn là kiểm tra luôn cái chuồng cọp này. Cái chuồng cọp này được tồn tại trong 30 năm mà không ai biết. Không ai biết là đối với những người ngoài thôi. Thôi không nói về lịch sử nhiều ha, mình sẽ đi thẳng vào trong chuồng cọp cho các bạn xem ha. Chuồng cọp là như thế nào? Tại sao gọi là chuồng cọp? Bên trái bên phải thì nó có những cái ô này dành cho những cái tù nhân nào mà dạng mà bị đánh đập gần chết rồi đó, sẽ được đưa vào đây để thăm khám. Mình sẽ đi vào bên trong xem trước rồi một lát mình sẽ đi lên cầu thang ha. Đây. Nhìn rất là chật nha các bạn. Rất là chật nhưng mà rất là đông người ha, người ngồi trên, người ngồi dưới nha. Nóng nực không có đồ mặc luôn. Mình sẽ đi lên phía trên nè, quay cho các bạn xem. Đây là không gian phía trên nè các bạn. Ở đây có một người nè, cầm một cái thanh tre này, được vuốt nhọn ở đầu và bịt lại. Và trong quá trình mà tù nhân ở đây á, mà nói chuyện hoặc là không nghe lời á, là sẽ bị chọt cái thanh tre này xuống người, rách hết da thịt. Còn đây nữa là cái bịch, đây nữa là cái vôi nè các bạn, vôi sống nha. Người ta sẽ dùng những hình phạt là rắc cái vôi này xuống, sau đó thì tạt nước xuống ha. Vôi gặp nước nó sẽ phản ứng ra ha, sẽ làm cho da thịt nó lở lét ra hết. Có những người sau khi mà rời khỏi đây không còn da thịt rồi. Trái mình đó là chuồng cọp kiểu mày kiểu Pháp, là lúc nãy mình vừa có quay cho các bạn xem. Còn bên tay phải này, đây là cái dạng phòng để tắm nắng. Sẽ đem ở đây tắm nắng, không cho mặc quần áo nha các bạn. Đánh đập dã man rồi đem ở đây cho tắm nắng, không cho mặc quần áo. Ở đây nhà tù này không có mái che nha. Còn đây nổi tiếng là thế đánh tứ trụ ha, là cho nhà tù, cho người tù ngồi ở đây và một người sẽ đánh đầu tiên. Sau khi đánh xong cái người tù nhân á, nghiêng vào bên nào thì người bên đó sẽ đánh, và cứ thế đánh gọi là thế đánh tứ trụ. Là lúc nào cũng có bốn tên lính đứng xung quanh. Trong quá trình thì ở đây thì có cái, thỉnh thoảng thì đem phân ra đây nè các bạn, những cái thùng này, những cái thùng phân nè, được những người lính nè, không phải là những người lính nè, mà những người tù nè bê ra đây cho phơi nắng cái thùng phân luôn, phơi nắng cái thùng phân, mục đích để cho cái nắng nó chiếu vào cái thùng phân này và bốc mùi hôi thối, để cho tất cả mọi người ở đây, những tù nhân đây đều phải chịu cái mùi hôi thối này, kể cả những người canh ngục nha. Thì như thế thì những người canh ngục ta còn càng bực mình hơn, người ta còn càng thích những tù nhân hơn và người ta đánh đập nhiều hơn nữa. Đây là hình ảnh mô phỏng lại. Mình sẽ quay lại vấn đề lịch sử ha. Những các đàn dân biểu mà do năm cậu học sinh cung cấp thì họ đã đi vào đây được và họ đã quay phim lại, chụp hình lại được những cái cảnh chuồng cọp như thế này. Thì lúc đó là cái chúa đảo là Nguyễn Văn Vệ đó,
thì mới không đồng ý, với thấy như vậy thì mới đòi tịch thu những cái đoạn ghi âm và những cái đoạn quay phim lại, những cái đoạn phim lại. Nhưng khi mà gọi điện thoại về Sài Gòn thì mới biết cái đàn dân biểu này dạng là đi điều tra nên không có thể làm được gì cái đàn dân biểu này. Mà cái đàn dân biểu này nó là người Mỹ nha, nó là người Pháp nha, mình xin lỗi mình nói nhầm, nó là người Pháp. Thì tại sao mà người Pháp mà đến đây mà để quay phim chụp hình lại đi tố giác người Pháp để làm gì, đúng không? Nghe có vẻ hơi khó hiểu, nhưng mà thực chất là ở bên Pháp thì nó cũng có nhiều đảng phái. Cái đảng dân biểu đó là cái đảng dân biểu thuộc cái phải, cái đảng mà đối lập với cái đảng đang cầm quyền tại cái thời kỳ đó. Họ qua họ điều tra mà. Khi họ lên máy bay bay về Sài Gòn, và sau đó là những cái đoạn video và những cái đoạn ghi âm, những cái hình ảnh được công chiếu lên để phản ánh về nhân quyền ở trại giam này và chuồng cọp này. Và sau cái thời Pháp đến thời Mỹ Ngụy á, thì bên Mỹ Ngụy người ta sẽ dẹp luôn cái chuồng cọp này và không có hoạt động của chuồng cọp này nữa. Lúc đó bên Mỹ Ngụy mới nuôi con thỏ trong các cái chuồng cọp này mà đã nuôi tù nhân, để giam dù tù nhân trong đây á. Này thì lúc đó có những cái đàn nào mà đến dân biểu nào đến mà kiểm tra thì sẽ thấy cái chuồng cọp không còn tồn tại nữa, mà nó chỉ là cái chuồng thỏ thôi, nuôi một con thỏ, một vài con thỏ trong những cái chuồng cọp như thế này. Lúc đó người Mỹ mới xây dựng thêm một cái chuồng cọp kiểu Mỹ ở cách đây khoảng mấy trăm mét thôi, gần một cây số thôi. Mình sẽ đưa các bạn sang cái chuồng cọp kiểu Mỹ, cái xem coi nó có dã man độc ác hơn cái chuồng cọp kiểu Pháp không nha các bạn. Đừng bỏ qua video này nha, tiếp tục chờ mình nha. Đây là chuồng cọp kiểu Mỹ nha các bạn, còn gọi là trại giam Phú Bình. Có tổng diện tích là hơn 25.000 m². Và được chia làm 8 khu A, B, C, D, E, F, G, H. Mỗi một khu có 48 xà lim biệt lập, cách nhau bằng một bức tường cao. Đây, bức tường cao đây, không có xây dựng kiên cố như bên Pháp, nó chỉ là đơn giản là kẽm gai thôi, cột và kẽm gai thôi, không cần đòn roi nha các bạn, chỉ sử dụng cái đời sống sinh hoạt bình thường để tra tấn con người ở đây. Cứ 12 giờ trưa ha, đồng loạt tất cả những cánh cửa này sẽ được đóng vào như thế này. Tiếng động to như thế thì nó sẽ bị ảnh hưởng tới những tù nhân đây. Một số người còn bị mắc những căn bệnh như là động kinh nha các bạn. Con đường đi ở đây rất là nhỏ. Đây chuồng cọp kiểu Mỹ đây các bạn. Cái sự tinh vi của chuồng cọp kiểu Mỹ thì nó khác so với chuồng cọp kiểu Pháp nha. Bên Pháp thì nó có một cái bệ xi măng nha, còn bên đây thì nó không hề có bệ xi măng. Và đặc biệt là bên chuồng cọp của Pháp nó còn có một cái thùng xí, còn bên đây là hoàn toàn không có. Mùa nóng thì ở đây nó rất là nóng, rất là oi bức, còn mùa lạnh thì cực kỳ lạnh, giá lạnh. Con đường đi rất là nhỏ, hai người đi qua phải nghiêng người né nhau. Mình sẽ đi một lượt từ trên xuống dưới cho các bạn xem. Con đường rất là nhỏ. Tù nhân phải nằm dưới nền nè, phải chịu đựng không khí ẩm ướt nè, khí đất xông lên
Lúc đầu thì tù nhân sẽ được đi vệ sinh vào cái thùng gỗ này. Mỗi khi các tù nhân đứng lên đấu tranh thì chúng sẽ lấy cái thùng gỗ ra và không cho cái thùng gỗ để vệ sinh nữa. Chính vì thế thì các tù nhân phải ở trong đây một thời gian khá là dài, chẳng hạn như là 30 ngày hay 60 ngày thì vệ sinh sẽ tràn ra cái nền nhà này. Đây đúng là địa ngục của Trần gian nha các bạn. Và có một điều đặc biệt á, là ở con đảo này giải phóng á, đây là nơi giải phóng đầu tiên của con đảo. Và không tốn một viên đạn nha, không một người hy sinh. Sau khi tin Dương Văn Minh đầu hàng, thì trước đó thì đã có một số người đã đi rồi. Chẳng hạn như là chúa đảo và một các sĩ quan cao cấp đã đi rồi. Khi Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng thì những người cầm quyền ở đây còn lại ha, để một số người thì lại bỏ trốn, còn một số người thì lại quay sang quay sau đảng, quay sau đảng, quay về với đảng và đã họp lại. Quyết định ở trên đưa xuống là cho những người còn lại là phải bằng cách nào dùng bom mình giết hết tù nhân ở đây. Nhưng những người còn lại, 40, 49 người còn lại đã họp với nhau và quyết định là thả hết tù nhân này ra. Cụ thể là tại trại giam bên khu H nha các bạn. Tại cái thời điểm bây giờ thì không còn một bất cứ một cái du khách nào hết, chỉ còn có một mình ở trong cái trại giam này thì nó cũng hơi lo lắng. Và mình sẽ kết thúc video quay cái trại giam chuồng cọp của Mỹ tại trại giam Phú Bình. Mình đã đi hết các trại giam, mình không thể đi hết được chứ. Ở đây rất là nhiều trại giam, mình chỉ đi ba trại giam tiêu biểu đó là Phú Hải, Phú Tường và Phú Bình. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video của mình nha. Theo các bạn thì như thế có đúng xứng đáng gọi là chuồng cọp Mỹ không ha? Hãy để bình luận lại bên dưới nha. Đây là một kỷ niệm nha. Sau khi mình đi vào chuồng cọp mà kiểu Mỹ nha, mình quay phim nha. Mọi người ra hết rồi, mình bị nhốt trong này nha. Rồi giờ sao ra ta? Nè, khóa cửa đi các bạn. Là mình bị nhốt trong đây rồi nè. À, khóa cửa rồi, bị nhốt trong đây rồi. Bây giờ leo ra ha, mình phải vượt ngục thôi, phải vượt ngục qua giải phóng cái trại giam Phú Bình này.